Chúng ta sẽ có ngay hình ảnh ở đây rồi, ở trong cái lượt trận thi đấu này. Và liệu rằng xem các thành viên bên phía Vitality có kéo Fake Clan đến với mắt thứ ba hay không đây. Vâng, và Fake Clan sẽ bắn City side trước trong mắt thi đấu đơn hai này. Bắt đầu tành lên shot rồi. Thuyết ZZ có 1, Thuyết ZZ có 2, Thuyết ZZ có 3. Bắn tay cực to và Ren cũng bắt được Soxy nữa. Chỉ có một mình Dai Gu thôi. Dai Gu đã có double kill rồi. Liệu Dai Gu có thể làm gì hay không đây? Trên tay anh là một khẩu Glock, anh vẫn còn đó là 87 máu. Nhưng đối đầu với những khẩu USP thì lượng máu cũng không quá quan trọng. Khi một viên vào đầu thì Dai Gu cũng sẽ phải nằm thôi. Chính xác, chưa kể là có bom đang rơi rất xấu. Và liệu rằng HLTV với cái xứng đáng số 1 này có cho chúng ta thấy điều gì mới mẻ hay không đây? Một Piston Round, một Vest 3. Bây giờ Zai U đang check góc, Zai U rồi, đây rồi, thấy TuyZZ. Và đó thì cũng TuyZZ đã phải nằm xuống. Ba cái mặt dành cho Zai U. Zai U phát hiện ra một người nữa ở City. Đó là cái tên của vị trí Carrigan. Carrigan sẽ chờ đợi thôi. Kozera thì đang giữ lại cú shot rồi. Và chúng ta thấy rằng Kozera đang có tiếng đẩy về cùng với người đồng đội của mình. Và Zai U đổi sang khẩu USP. Hãy cùng chờ đợi xem nào. Quả bom vẫn đang rơi ở khu shot. Và trong tình huống này thời gian không còn đó quá nhiều. Và Zai U vẫn vào bom Carrigan, đưa tiếng về là một vét một rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem số 1 HLTV của năm 2020. Bây giờ trụ vị trí của Zai U đang đi check góc. Zai U có vẻ như đã nhìn thấy. Và bây giờ thì đó là Zai U. Zai U top 1 HLTV vừa clutch 1 vs 5. Bàn tay cực to, ba đầu với khẩu Glock, năm cái mặt, chính xác hơn là năm cái mặt dành cho Zai U. Trời đất ạ, vẫn là một điểm tựa vững chãi dành cho những chú ong. V for victory, đó là khẩu hiệu các thành viên bên phía team Vitality của chúng ta thấy rồi. Một tình huống Zai U làm hết tất cả, mọi người có thể chốc nhưng không phải Zai U trong đội hình các thành viên bên phía team Vitality. Và Piston Round thuộc về bên phía team Vitality. Bây giờ các thành viên bên phía team Fake Clan đang lên những khẩu Deagle trên người. Bucky thì có một khẩu sơ cao. Đây là một tình huống các thành viên bên phía team Fake Clan để cho đối phương chiếm một lo không quá mặn mà, bởi vì lượng bom thì là không có. Chưa kể đối phương toàn là Galingan cùng với đó AK thôi. Vâng, mà Bucky có góc kê trước. Bucky bắn trượt rồi. Và Apex bắn yếu rồi. Bucky sẽ có lợi thế cho Vitality bây giờ nha. Và Soxy vẫn miệt mài đi tìm người đẩy Tano. Nhưng Fake Clan họ muốn bắn chắc trong round thi đấu này. Trên tay họ chỉ là những khẩu DE thôi, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghi ngờ khả năng bắn DE của Fake Clan cả. Xác rồi. Nhưng mà phải nói round thiếu Piston vừa rồi cũng là một sự boost tinh thần rất lớn dành cho đội hình bên phía team Vitality. Với tình huống kê lên này thì chắc chắn một điều đội hình bên phía team Vitality sẽ có lợi thế hơn với những khẩu AK. Vẫn đang kê lại rất chậm rãi thôi. 50 giây họ bắt đầu mới bò lên bom sai A. Trong khi đó thì các thành viên bên phía team Fake Clan đã có người đẩy ra được khu turn N rồi. Biết rằng B clear. Và liệu rằng trong tình huống này Brocky sẽ đổi được mấy mạng khẩu scout đây. Rain ăn cho mình một tình huống spam vào thì phải. Vị trí này Zai cũng đã ăn cho mình viên Deagle rồi. Nhưng smoke là rất kín tình huống này. Rain bây giờ bắt buộc sùi xuống lại cũng chả nết thôi. Misuta ăn cho mình viên scout vào người chưa phải nằm xuống. Và trong bom sai có người. Đây rồi, Rain vả bom Zai. Nhưng sau đó thì Misuta và AK mỗi người có một mạng. Đưa tướng về là 4v3, yếu máu rồi. Nhưng đó vẫn là viên Deagle vào mặt đến từ TZ, rất ghê gớm. Sau quả smoke là có người. Và câu Zera lên tiếng với khẩu scout trong tay. Soxy hạ với Carrigan ngay sau đó, đưa tướng về là 2v2. Và bây giờ thời gian còn đó 9 giây, bắt buộc đặt quả bom thôi. Soxy bị bắn yếu rồi, dăm shot luôn nhưng mà lại là trượt. Ở đây TZ bắn lỗi skill hơi đáng tiếc tướng này. Và chỉ lại câu Zera thôi. Câu Zera đây là một tướng có thể bị đục được. Và chúng ta cùng xem nào, câu Zera vẫn đang rất cố gắng. Với lượng máu ít ỏi của mình là 8 HP, đối phương cũng rất yếu rồi, mỗi người ăn một viên là 5. Nhưng câu Zera vẫn bắn vào mặt sốc cho nó thỏa mãn này. Sợ thật sự. Bây giờ thì câu Zera không thể đoán ra người cuối cùng ở khu vực long được, và đó là Apex đem về round tiếp theo dành cho Vitality. Nhưng phải nói một điều, cực kìa chật vật dành cho Vitality. Cực kỳ chật vật và suýt chút nữa Vitality đã thua. Nếu như tình huống chăm sóc đó mà trúng thì đó là dấu chấm hết cho Vitality.
đó là một tình huống chăm sóc trượt giày tuyết hơi đen một tí. Và vừa mở màn map thi đấu đợt 2, Vitality cùng với Faye đã cho anh em xem bữa tiệc bắn tay to là như thế nào. Mãn còn nhãn luôn. Vâng, bắn cực kỳ tín và Faye Clan đang muốn tách đến 4 người ở khu vực A long. Đây sẽ một round eco của Faye Clan, họ không quá mặn mà vào thi đấu này. Và team Vitality họ nên cẩn thận hơn với những khẩu deagle của Faye Clan nếu như không muốn lượng kinh tế của mình bị đánh vào quá nhiều. Đây sao? Nó sẽ là một kỳ round để cho Vitality. Round thi đấu này chúng ta thấy rằng Vitality đem về cho mình hai round thắng, nhưng round thi đấu nào cũng mất cho mình đến 4 súng. Bây giờ thì Zai cũng bắn chết với những câu Zera mít đồ rồi. Các thiên bên phía team Faye Clan, round sau sẽ làm round thiếu full buy đầy đủ dành cho họ. Còn đây chỉ là những khẩu súng lục không hề có giáp trên người thôi, nhưng nói là lục thì không đúng bởi vì nó toàn là deagle thôi. Vũ khí chân phái của các thuyền bên phía team Faye Clan mà. Bây giờ thì họ sợ rằng lên bom xe sẽ đối đầu với những khẩu deagle trong tay các thuyền bên phía team Faye Clan. Vẫn đang phải chậm lại thôi. Lần này thì vị Zai bóp flat lại. Zoxy đang muốn tanh lên và lại là về đến sông. Rất chậm, Zai vẫn chưa muốn lên bom xe. Chưa quyết định là sẽ lên bom xe nào. Thả mình vẫn còn rất còn thoải mái cho team Vitality. 45 giây. Bom xe B không có một ai cả. Vitality có vẻ họ muốn đổi hướng rồi. Soxy bắt chết được Carrigan khu vực City. Bom sai B sẽ hoàn toàn clear và bom sẽ được đặt thành công cho Vitality. Và con số 3 đã nằm trong tay của những chú ong vàng. Chúng ta đã thấy rồi đấy, các thành viên bên phía team Faye Clan, những khẩu deagle thôi cũng đã gây đủ cái sự áp lực cho các đội hình bên phía team Vitality rồi. Và phải nói trận đấu này quá hay. Bây giờ thì Mista đã bị phát hiện vị trí nhưng đẩy vào City có cái double kill với cả Mark 10. Rất lời lãi thôi và cuối cùng là triple kill với khẩu Mark 10 này. Khẩu Mark 10 có giá là 1.050 đô, nhưng mỗi mạng với khẩu SMG thì lại có mình 600 đô. Vâng. Và làm phép tính đơn giản, 6.318 lãi thôi. Ừ, lãi 750 đô ơi. Chuẩn chưa em ơi, ấm rồi, ấm rồi. Thế cực kỳ tốt đến từ Vitality. Nhưng bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên dành cho họ sau khi Faye Clan đã có được những khẩu súng to. Rocky đã có ôm. Và trên tay Vitality vẫn còn đó hai khẩu Mark 10 và hai khẩu Galugan. Thì chắc chắn Faye Clan họ vẫn đang nắm giữ lợi thế về mặt trang bị trong round thi đấu này. Nhưng có vẻ đang muốn phi đến 4 người ra khu vực mid đồ. Sẽ là một bài đánh mid to be đến từ Vitality khi có Apex Biter ở trong khu vực Low Tunnel nữa. Và hai player của Faye Clan bắn B sẽ chống chọi với cả cả bài setup này như thế nào đây. Câu Zera thấy một câu Zera vụ trắng xóa nhưng đã đổi được một rồi và không có sự cover nào cả. Thậm chí Carrigan chết chảy, APK bắt được thêm người nữa, 4v2 và đó là quay đầu là bờ, quay đầu là hip hop cho Faye Clan. Chính xác rồi, phải quay đầu là hip hop thôi. Khi đó một tình huống bom sẽ thủng quá nhanh. Tôi vừa định nói là trên tay đối phương đến hai khẩu Mark 10, một Galingan, một sờ cao thì chắc chắn một điều đó là hai Galingan hoàn hoài anh ạ. Thế thì chúng ta thấy một điều là hỏa lực đương nhiên là mạnh hơn với các thêm bên phía đến từ phía team Faye Clan rồi. Nhưng mà đó thì cũng tràn MCB rất là chủ động đến từ đội hình bên phía team Vitality và không thể chống đỡ được với những quả flash búp vào rất trắng. Câu sao chỉ được một mạng mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng Carrigan đang có số cây đây của mình là 004. Bucky thì đang 003. Ai chà, đúng là trận thi đấu này nó chẳng bị xứng đáng đến phát thứ 3 thật sự đấy. Mong rằng như thế. Lâu rồi anh em muốn cast một trận thi đấu mà nó đủ 3 map thế nhỉ? Đúng vậy. Thực sự thì nếu mà cast đêm đủ 3 map nó rất mệt. Nhưng đây là một bữa tiệc bắn tay cưng to. Một bữa tiệc liên hoan và má nhãn người xem cũng như là caster chúng tôi. Không phải hôm nào có buffet đâu. Đây là 3 map thi đấu, tôi mong rằng như thế, phải gay cấn nhất. Dẫu sao thì đây cũng là trận đấu muộn nhất rồi. Anh em tôi đã thức rồi thì thức cho chót luôn đi. Mai chúng ta là chủ nhật mà. Ừ, mai chủ nhật mà. Hợp lý, hợp lý. Thoải mái thôi là Faye Clan, 3 người sẽ phải eco. Đó là những khẩu deagle và CZ trong tay của Carrigan. Team Vitality không có lý do gì để họ vội vàng trong round thi đấu này cả, khi trên tay họ đều là 5 khẩu rifle rất mạnh. Bây giờ thì chúng ta đang thấy rằng sợ thế nhở, cảm giác khi mà OBS quay đến những khẩu deagle ấy, cảm giác nó sắp có mạng đến nơi. Những khẩu mini hopper trong tay thêm Faye Clan. Nhưng nói gì thì nói thì tạm thời Faye Clan đang để thua trước Vitality đến 4 round thi đấu liên tiếp rồi. Và liệu rằng có là round thi đấu thứ 5 hay không đây, khi round thi đấu này chỉ có hai khẩu súng to xếp vào thành thứ công trong round trước dành cho cái tên Tuyết Z cùng với đó Poki. Còn player còn lại đang chơi với những khẩu Deagle cùng với đó Giáp 1, Carrigan thì đó là mình CZ.
Và trong tình huống này thì các thành viên bên phía team Vitality họ rất chậm rãi, chiếm được khúc shot cũng không vội lên bom xa luôn. Họ đang nghĩ rằng lại là một thùng mid to B nữa cơ. Vâng, nếu như đánh mid to B sẽ đẹp hơn cho Vitality khi hai khẩu súng to duy nhất của FaZe Clan lại là hai người bắn bom sai A. TZZ cùng với Brokey đều có một góc nhìn chung, đó là khu vực short. Thì nếu như lên short sẽ rất khó khăn cho Vitality. Và có vẻ như Vitality họ đang muốn chuyển hướng rồi. Phi ra mid side có được cái đầu câu Zera. Bom sai B đang gặp nguy hiểm. TZZ đẩy qua smoke và Apex đã bắt chết được TZZ. Thậm chí Karigan trong bom sai B sẽ chảy. Thì đó là first 5 round cho team Vitality. Rất dễ dàng với 5 round thắng ở trong chính cái map pick của mình rồi. 5-0 rồi. Và bây giờ thì khẩu hộp này bắn trượt trên tay của vị trí Brokey. Brokey đã quá yếu máu rồi và bắt buộc phải sủi đi thôi. Nhưng đối phương đang muốn bắt chết vị trí Brokey. Đã về đến T-side rồi. Brokey bây giờ sẽ chọn vị đứng như thế nào đây? Soxy đang muốn đẩy vào. Nhưng mà khẩu AFP vẫn là khẩu súng có lợi thế hơn rất nhiều. Đây rồi. Lần này lại là vẩy ốp trượt và tôi xong. Brokey đang bị tổ quay. Brokey nằm xuống thôi. AK dành cho các thành viên bên phía T-side của các bạn. Đó là AFP dành cho bên phía team Vitality. Và chắc chắn rồi, người Nhật sẽ dành cho vị trí của Zai U. Hợp lý thôi. Vâng, và wow, một pha thi đấu. Ê, T-side 3 khẩu M4 em ạ. T-side được ship M4 hay quá. Em bắn CSGO, em T-side cũng hay nhặt M4 nữa. City họ không hay mua giáp đầu, mình bắn vào đầu rất là thích luôn. Nhà Brokey, những tình huống bắn off cực kỳ vô duyên đến từ upper trẻ tuổi này. Có vẻ như là match thi đấu này Brokey hơi chốc một chút khi vẫn chưa giết được ai cả, nhưng vẫn sẽ có orb cho Brokey trong round thi đấu này. Xác thôi. Round thử full buy mà lot bonus cũng đã chạm rồi. Bây giờ thì Vitality 5-0. Cứ tăng tăng mà tiến đi các anh ơi. Trọng bom say B, quả nết này chắc chắn sẽ đầu. Và bây giờ thì đó là Karigan với cái double kill dành cho mình. Nhưng mà đây là một tình huống Karigan đang solo bom say B. Soxy đang bài tờ hook shot. Và đây sẽ lúc Sốc sẽ có rất nhiều info dành cho những người đồng đội của mình. Và Sốc cần một tình huống bắt bách về đây nhanh hơn hoặc là có mạng đi Sốc ơi. Chỉ có hai player trong bom xe B mà thôi. Và sẽ bắt đầu sớm retake vào đây rồi. Soxy cuối cùng đã có mạng của câu Zera. Brokey vẫn đang phải kê lại của City side. Sợ rằng vị Soxy có thể nhảy xuống. Nhưng mà bắn rất cục đến từ Apex, đó là đẩy ra của window luôn. Chắc chắn Soxy đã lộ. Soxy đang thay đạn. Và cuối cùng thì Brokey cũng đã bắt Sốc. Và bây giờ thì sao đây? Zai U đã lộ vị trí rồi. Bên kia có kit, có lửa chảo rất đẹp. Và trong tình huống này, một người kê, một người gỡ là sẽ đẹp thôi. Và gỡ luôn đến từ thêm bên phía team FaZe Clan. Bây giờ thì không còn cơ hội dành cho Zai U rồi. Và round thắng đầu tiên thuộc về FaZe Clan. Đúng vậy, hơi khó cho Zai U trong tình huống vừa rồi. Và FaZe Clan đã có chiến thắng đầu tiên. Brokey đã chơi game. Nhưng chúng ta phải nhắc đến tình huống bắn tay to của Karigan. Solo B vẫn đổi được 2 thì sẽ rất nhiều lợi thế cho City Side để retake bóng Zai B map thi đấu đớt trong và thi đấu vừa rồi. Có vẻ như Karigan bắt đầu lên tiếng rồi anh ạ. Hai xác rồi. Và 206. Brokey cũng có một. Team FaZe Clan đang cố gắng lấy lại phong độ giống như cái match thi đấu Mirage vừa rồi. Chúng ta thấy rằng đem về cho mình round thắng, ít nhất cũng phá được cái thế bí của thêm bên phía team FaZe Clan. Nhưng mà đối phương sau 5 round thắng liên tiếp thì họ đang có cho mình cái lượng tiền kinh tế rất là ổn định mà thôi. Và với cái lượng tiền này thì ui rồi, tôi đang định nói là 2 round thi đấu full buy nữa mới để thua được. Mới có thể hết tiền được thì Sốc xin bắn thẳng vào mồm luôn vị trí của Rain ạ. Rain đau quá. Đang định muốn ra mid đồ thì đối phương đã là người check city trước rồi. Bây giờ thì Karigan phải đổi ca. Karigan ra mid cùng với cả vị trí của câu Zera. Bỏ hoàn toàn bom xe B luôn ở thời điểm này. Đang là một khoảng mắt thăm bình. Có vẻ như đối phương sẽ lên bom xe A thôi. Rất nhiều smoke đã ném ra rồi. Và trong tình huống này thì Brokey sẽ có mấy mạng đây. Brokey đổi vị trí đứng. Đối phương đã đi vào đến nơi. Bây giờ thì Brokey sẽ căn tâm giạt lên với khẩu FP trong tay. Một quả lửa đang cháy. Brokey bắn off là trượt rồi. Và viên tiếp theo cũng là trượt. Lần này thì Brokey liệu rằng có về đây không đây. Lập tức có sự backup đến từ Twitter Set. Brokey cuối cùng thì đã có mạng tiếp theo. Ôi đó, tình huống hỏa đạn chưa bắn ra, Brokey đã rút dao. Và double kill dành ABK. Và cuối cùng thì Zai U kết thúc cái mảo câu Zera. Trời đất ta. Hơi đáng tiếc, FaZe Clan đã thua một kỳ rào. Và ngay lập tức họ bị đẩy vào thế yếu tiền. Có lẽ Eco sẽ là quyết định đúng đắn trong round thi đấu này. Nhưng round thi đấu vừa rồi, lỗi ở Brokey là rất lớn. Chính xác. Anh bắn trượt 2 viên orb đầu tiên, đến viên thứ 3 mới có mạng và không có cơ hội bắn viên thứ 4. Quá nhiều viên orb trượt đến từ Brokey. Nhưng phải trách là quả lửa. Có lẽ là quả lửa cũng đã che bớt phần nào tầm nhìn của Brokey lên khu vực đó là shot. Và chúng ta thấy rằng bây giờ các thành viên bên phía team FaZe Clan
khó. Vitality đang bắn đúng như là Fake Land ở trong map thiếu Mirage vậy. Nhồi nết vào, sốc mất cho mình nửa máu. Sốc là player đi cho mình khu vực đó là Low Turn. Long đã chiếm thành công đến từ đội hình bên phía team Vitality rồi. Khi mà bên kia chỉ là những khẩu súng Deagle bắn trong bom sai mà thôi. Và lần này stack đến 4 bom sai A. Vị trí của anh chàng Cardigan cũng đã đẩy hoàn toàn box CB rồi. Và có vẻ lần này đánh lô là chuẩn. Nhưng cái vấn đề là sốc C bây giờ đang kê lại. Và Cardigan có mạng của sốc sau hai viên Deagle. Nhặt lại thành công khỏi cây và lùi về thôi. Bắt đầu đánh lên bom xa đến từ Vitality. Trong bom sai có đến hai người. City có một, chính xác hơn là ba người trong bom sai. Nhưng mà sau bắn xuyên rồi, chết đi câu Zera rồi. Đang trốn rất kỹ đến từ vị trí của anh chàng Bronky. Bây giờ thì sao đây, Rain cũng đang bị spam vào, đã yếu máu, Rain nằm xuống rồi. Bisuta là người có mạng, Apex bắn xuyên mốc vào đầu Cardigan. Trong bom sai thì có vẻ đi hơi bị cạ. Và đây thì vị trí Bronky chỉ đổi một mạng thôi. Tuyết Z cũng có mình mạng Apex sau khi nằm xuống bởi vị trí của Zai U. Vâng, round thắng thứ 7 cho team Vitality. Và một round thi đấu eco nhưng vẫn cấu được đến 3 súng của team Fake Clan đấy chứ. Một tình huống mà Brocky ngồi trong bom sai trốn cực kỳ thì đến 3 người đồng đội của mình. Thật nhưng cũng chỉ đổ được một. Ôi, nhưng Brocky còn lên cho mình giáp cơ. Không, hình như là không giáp. UFP không giáp, UFP không giáp. Hợp lý thôi, UFP không giáp. Round thiếu này mới mua được ARP chứ. Thí cả đồng đội thế chịu. Nhưng mà thôi, không trách được bởi vì round thi đấu đó chúng ta biết rồi. Cửa thắng dành bên phía team Fake Land là rất thấp. Bây giờ thì mới là cần đây này. Round thi đấu mà các thành bên phía team Fake Land nên mang cho mình chiến thắng về. Nhưng mà đây rồi, Brocky đã lên tiếng với khẩu AP. Và người phải nằm xuống, nạn nhân đó là Zai U. Bây giờ đẩy luôn rồi, hơi cục nhà, Soxy nhặt lại khẩu ốc thành công. Và bộ đôi Soxy cùng với AVK mỗi người có một mạng ở shot. Lại gặp thế khó đó là Brocky. Brocky đã làm đúng rồi nhưng mà đồng đội thì lại làm sai. Double kill dành Brocky nhưng mà Tuyết Z cùng với Rain lại chết chay. Bây giờ cứu bom xa kiểu gì đây, Cardigan với cả câu Zera ơi. Trời đất ạ. Khó quá. Và trông có vẻ như bộ đôi này ai nằm xuống thì sẽ đi xếp xuống, người còn lại đi xếp xuống luôn. Vâng. Lợi thế rất nhiều cho Fake Clan lúc đầu khi họ bắn chết được Zai Gu. Player đã có phong độ cao nhất của team Vitality hiện tại. Chính nhưng xác. Mà Brocky lại bị hai anh già của mình chơi được một bộ đấy, hai ông chết chạy để lại một mình Brocky bị kẹt cả shot cả long. Thì đổi một đã là rất tốt đến từ Brocky rồi. Và round thắng thứ 8 sẽ đến với Vitality khi hai player của Fake Clan không mặn mà ra thi đấu này. Sẽ đi xếp cho mình những khẩu AUG và khẩu AK rồi. Round sau, đây sẽ là hai khẩu súng to duy nhất của Fake Clan. Phần nhưng hạt 82. Tôi nghĩ là những khẩu DE của Fake Clan cũng được tính là súng to anh ạ. Ừ, anh nghĩ thế. Khi, chỉ khi nào gặp Fake Clan thôi. Fake Clan lên DE cái là kiểu nó có passive ấy, nó có gì ra. Đội tại ẩn, tại ẩn. Kích hoạt đội tại ẩn. Lãnh thổ quân vương. Bắn đi gồ tín luôn. Và nhìn lượng kinh tế của Vitality kìa. APK 15.000 tiền, Apex 14.000. Chúng ta đừng nói về lượng kinh tế với những người Pháp đi, họ quá giàu rồi. Còn bên kia thì đang chỉ vong chỉ bằng một nửa. Bằng một nửa mấy ông này cũng là full buy được rồi đấy. Ốp ủng cái thứ đây. Hỏng rồi. Chúng ta thấy là các thêm bên phía team Vitality họ bắn rất tốt ở trong map pick của chính mình. Đây là những gì chúng ta muốn xem ở một trận thi đấu, phải nói là tuy hơi muộn một chút nhưng nó lại rơi vào thứ 7. Mà phải nói là hai cái tên Fake Clan và Vitality đến bây giờ là nóng lắm rồi. Nghe đã thấy chất lượng rồi. Một cặp đấu mà bữa tiệc đọ tay ăn buffet này thì bảo sao anh em nào chả béo. Mà một round thi đấu mà Fake Clan chỉ có hai súng to xếp được từ round trước. Và Vitality vẫn muốn tanh ra khu vực A long. Nhưng mà Fake câu không, đó là câu Zera. Câu Zera đang đẩy khu vực top mid rồi nha. Zai Gu cần cẩn thận trong tình huống này. Zai Gu sẽ check lại và câu Zera có vẻ sai timing. Cái gì nhở? Bắn bóng của một câu Zera. Bắn tay to đến từ top 1 HLTV. Cái gì vậy? Ôi, chạy bắn này ạ. Wow. Và đó một tình huống mà câu Giang có giáp đầu nha. Câu Giang không có giáp đầu là nằm xuống ngay từ viên tech nai đầu tiên rồi. Và khẩu súng to thật. Đầu tiên của Fake Clan đã rơi. Khẩu súng to thứ hai của Cardigan đang đứng ở khu vực City. Và có vẻ như là bom sai A đang muốn tanh lên. Zai Gu cùng với Misuta mỗi người có một nhìn một mạng. Khẩu súng to thứ hai đã rơi. Soxy bài tờ bắt chết ở TZZ. Chỉ có một mình hiệu trưởng Rain ở trong smoke thôi. Hơi khó để có thể dạy Vitality làm gì đó rồi.
Tầm này thì dạy cái gì nữa, người Pháp chuẩn bị học xong cái khóa này đến nơi rồi. Sắp tốt nghiệp rồi. Hơi clan. Một tình huống mà tôi đang nói là góc vị trí của câu Zera cũng đẹp mà. Ờ, đối phương còn đang cầm lục nhưng tội không biết đó là Zai U. Trời ơi, đó là Zai U cầm cổng tech này chứ không phải ai khác ạ. Nếu là một player khác thì biết đâu đấy. Câu Zera đã có cửa nhưng mà gặp ngay Zai U, bây giờ thì bắn trượt rất nhiều đến từ Rain. 6 viên, chính xác là 6 viên của Rain. 9-1 rồi, đây chúng ta xem lại tình huống highlight đến từ Zai U. Ui trời ơi, đóng thẳng đinh vào mồm của sợ. Đó là cái tên Zai U, đó là số 1 HLTV. Những cái lúc mà chúng ta nghĩ rằng đối phương đã rất đẹp thì Zai U bảo không, chỗ này còn xấu lắm. Sửa ngay khuôn hàm dành cho vị trí của Kozera. Vâng, có kinh khủng thật. Cái ở map thi đấu này thì cả Kozera lẫn Rain có chưa chơi game. Hai người đang đều có số frag là 39. Hơi thọt một chút. Bảo sao Fake Clan họ đang để thua rất sâu với City Side của map Dirt 2 này. Nhưng ra thi đấu này, Fake Clan có Kozera và Brocky là hai người cầm orb. Đúng rồi. Để xem liệu khẩu orb trong tay Kozera có lên tiếng hay không đây. Và cái setup double orb này thì đội hình bên phía team Fake Clan họ sẽ có những cái sự chắc chắn hơn. Ui. Ôi. Tắt hack đi, tắt hack đi. Ôi, anh còn chưa kịp nói. Ảo thật đây. Cảm giác như Zai U biết tôi chuẩn bị nói gì, cướp lời luôn. Này, nói đi. Này, orb vào mồm. Xuyên thùng. Ui, 14-3 rồi. Không biết nói cái gì cả. Tôi vừa định nói là câu Zera có họp bắn cũng chắc nhỉ. Ờ, giống như cách câu Zera đẩy ra chỗ này cũng đẹp nhỉ. Nhưng mà Zai U lại cứ nói không. Tôi đến chịu thôi, Zai U không cho câu Zera chơi game. Hai ra thiếu liên tiếp, câu Zera gặp Zai U là nằm. Trầm cảm rồi. Mà nằm bằng cách là hai viên vào mồm. Ờ, hai lần đều là vào mồm đến từ vị trí Zai U. Bây giờ thì thôi, bị cô lập hoàn toàn dưới pit rồi. Tuy Z sẽ đổi được mấy mạng đây, đổi được một mạng rồi. Tuy Z đang phải trốn thôi khi mà trong bom dài, vì chữ Boki đang phải tự lo một shot cho mình. Nhưng mà lần này orb đã lên tiếng trong tay Boki, làm một rồi Boki, làm hai thứ này mà Zai U bắt đi Tuyết ở khu vực đó là long. Tạm thời các em bên phía team Fake Clan đang có lợi thế người, nhưng mà Zai U bạn ơi, ai lại chơi như thế? Zai U thùng thùng thẳng vào mặt của Boki, Rain đổi được mạng của Apex. Một mình Zai U, liệu khu Taliti có làm được gì hay không đây? 1v2 game một người chơi à? 16 mạng đến Zai U rồi. Bây giờ liệu rằng có là 18 mạng không? Zai U có mạng thứ 17. Và bây giờ thì chuẩn bị lại một tiếng A đến từ Zai U. Chỉ có lại một người và không được rồi. Zai U đã quá yếu máu và đó tình huống Rain là người nhanh trí hơn. Suýt chút nữa thôi lại là một tình huống có thể là A dành cho Zai U. Nhưng đó là một sự cố gắng cực kỳ cao đến từ tên Zai U với cái qua ra kill dành cho mình rồi. 17 rác đến từ con quái vật Zai U. Đúng vậy, quái vật Zai U. Lúc Vitality cầm Zai U luôn là người lên tiếng. Hãy nhìn pha bắn cực kỳ cảm giác này đi. Vâng, và cả pha này nữa, Brocky đã trốn rất kỹ sau thùng rồi. Vẫn là một viên orb vào đầu ạ. Nó phải vào đầu nhỉ? Sao nó không phải là một người nhỉ? Hack mà. Ông này hack rồi. Ôi, hóa ra top 1 HLTV là hack. Trời ạ. Bạn thế thì ai chơi? Suýt chút nữa thì Zai U đã có cái A thứ 2 trong ma thi đấu đơn hai này. Quả đấy mà Zai U có A thôi, anh nghĩ rằng tinh thần bên phía Team Fake Clan họ xuống lắm ấy. Kinh khủng rồi đấy. Chỉ là để lọt luôn map 3 này. Anh cũng sợ như thế, nhưng mà không, họ là các pro player. Thế nên là không có cửa nha, Zai U vừa rồi. Rain chạy long nhanh lắm em ạ. Thân thủ phi phàm mà. Và có lẽ là em nghĩ rằng Fake Clan nên đợi đến map thi đấu 3 để có thể khám răng cho Vitality thôi. Khi mà Vitality ở map Dirt 2 này đang quá vào tay. Đúng thì rồi. Sẽ rất khó cho Fake Clan để lật được tình thế. Và đây là một ra thi đấu Fake Clan vẫn bài cố được. Brocky vẫn có orb, 3 khẩu Pharmat trên người TZZ, Karrigan cùng với đó là cầu Zera. Vẫn sợ đánh từ từ đến từ Vitality rồi. Bỏ 3 người ở middle kê shot nhưng chưa thấy ai cả. Liệu hai người middle có muốn tò mò hay không? Đẩy pha bò cực khéo và Apex lộ vị trí. Rain bắn thẳng mồm Apex. Câu Zera đổi một. APK có mạng câu Zera nhưng Rain cũng kết thúc được APK. Để lại hai người team Vitality đó là Soxy cùng với cả Misuta. Nếu Zai U còn sống thì em nghĩ là có cửa. Nhưng Zai U chết rồi thì thôi. Đúng rồi. Hơi khó.
chưa kể đây là bốn player, nhưng mà Mizuta có tình huống fairy pick với chicken Brocky. Brocky là người bắn off trước, nhưng mà có vẻ thời điểm gần đây Brocky đang bắn trượt những viên off là hơi nhiều. Bây giờ thì Sock vẫn chưa nhặt được quả bom không, đã nhặt được quả bom thành công rồi và đang muốn về bom sân, bom sân không có ai cản tình huống này. Vị trí của anh chàng đó là Karrigan đang quay ra middle. Ôi giời ơi, vậy là Karrigan sẽ nằm vào thôi, đưa tình huống về là 2-2. Bây giờ thì Mizuta đang ở city và trọng tình huống này khả năng cao Mizuta bắt thêm ít nhất được một người nữa. Hãy cùng chờ đợi xem nào. Đây rồi, tapping là tốt đấy, tuy nhiên đưa tình huống về là 1-2. Cơ hội vẫn đang rộng mở ra dành cho bên phía team FaZe Clan khi mà trong bom sân chỉ có duy nhất cái tên Soxy mà thôi. Nhưng phải nói đó là tình huống rất thơ hình đến từ đội hình bên phía thức FaZe Clan. Hãy cùng xem nào. Flash búp vào không trắng vị trí của anh chàng này. Soxy có một, Soxy không thể có ai. Tuy nhiên là bắn tay to hơn, hơi đáng tiếc cho Soxy. Các minister của team Vitality không thể có tình huống clutch 1v2 thành công trong ra thi đấu vừa rồi. Đúng rồi. Nhưng mà sau khi giết được một thì có vẻ là tham minh nhảy lên của Soxy hơi lỗi và chưa hồi tâm để bắn nhau với TZZ. Nhưng TZZ đã bắt được Mizuta khu vực city. Mà sao hai người ở mid rồi mà Karrigan vẫn phải ra nhìn mid cùng nhỉ? Đúng không? Và hơi lỗi. Điều chúng ta hơi thấy khó hiểu thì vừa rồi Karrigan chỉ cần kê trong B thôi. Hai mid đồ đã nhìn rồi. Và đó chắc chắn là một thành viên bên phía team FaZe Clan họ biết rằng info bomb hoàn toàn rơi mid đồ. Đó là chắc chắn, nhưng mà có vẻ như khu vực mid có một cái lực cút nào đó khiến cho đội bên phía team FaZe Clan họ phải tràn hết ra mid đồ và nhìn. Nhưng không sao cả, đó vẫn là một round thắng dành cho FaZe Clan. Suýt chút nữa thôi là đem về một round tiểu thua nhỉ. Wow, 2v4, không cần Zygu nhưng team Vitality suýt nữa đã làm được rồi. Và ở round thi đấu này hai team vẫn có thể full buy thôi, nhưng nhìn lượng bombing của FaZe Clan mà xem, chỉ còn đó một lửa và một smoke của Brocky và TZZ, không còn một chút đồ nào để trả cả. Thì team Vitality set up bài sẽ rất dễ đánh vào. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng Brocky sau khi những viên AFP ở khu vực bom site A không có quá nhiều impact thì anh chàng này chuyển hẳn ra khu vực đó là pit rồi. Và thậm chí còn chuyển ra cả M4 cơ. Hợp lý thôi. Chán chả muốn bắn off nữa rồi. Có khi tiền cũng cho phép. Em nghĩ là mua ra một bỏ cái kit các kiểu lên lên đủ đi là anh nghĩ vẫn đủ đúng không? Đủ đấy. Hợp lý thôi. Và đây mà bỏ tức kỳ tốt của Apex. TZZ đặc kệ pit không hiểu tại sao có thằng nào bom sai A bắn mình. Câu đây là bắt được Apex rồi. 4v4 bom được đặt thành công. FaZe Clan sẽ retake quả bom này như nào đây? Brocky phải sống trong tình huống này. Mizuta sẽ đối đầu với Brocky. Brocky là người tò mò hơn và Brocky đã phải nằm xuống. Và quay đầu vẫn là hip hop cho FaZe Clan thôi. Xếp luôn. FaZe Clan bảo là em cũng nhìn shop rồi bà nhỉ. Đó là một tiếng nhìn shop như không nhìn đến từ FaZe Clan. Và để đối phương bỏ tận 3 người đến bom xe A. Và trong tình huống đó thì thôi, tôi không hiểu TZ có thể đưa ra cái lời bình luận gì khi mà bắn đến 2 pit Brocky không phải nằm, một TZ lại là người nằm xuống trước. Chịu thôi. Bây giờ thì ôi rồi, Karrigan chết. Ôi mày quá hết giờ. Mà tình huống vừa rồi chúng ta thấy là T-side đặc tâm cũng chuẩn nó lắm đúng không? Vâng. Soxy của đấy quay ra hình như là em vẫn thấy hơi lệch. Nên là nếu mà có một bắn xuống tiếp thì Soxy sẽ là người nằm xuống. Nhưng kể cả Soxy nằm xuống cũng không sao cả, khi lượng kinh tế của team Vitality cho phép họ full bài đến hết cái first half này. Còn nhìn FaZe Clan mà xem, họ đang muốn bài cố luôn. Nếu như để thua round thi đấu này nha thì Vitality sẽ lên được 12. Tôi sợ thế, những thứ vẩy off của Zai U mà cứ có những quả smoke hay là có những cái vật cản gì đó, tôi cảm giác như nó vẫn có thể trúng được ấy. Không hiểu. Hack ạ. Bây giờ thì sau quả smoke này, đó là player Rain. Rain đang chờ đợi một điều thần kỳ. Và đây rồi, điều thần kỳ. Chúc mừng sinh nhật Rain. Thần kỳ quá, đó là Zai U vẫn kê lại khu vực shot. Và ngay lập tức tặng ngay một viên A nó được bi vào mặt của Rain. Đó thì tình huống Rain không ngờ tới điều này, Rain không nhìn ra được. Và ngay tức Rain nằm xuống thôi. Đội hình bên phía team FaZe Clan họ đang phải chống lại bom sai A. Bây giờ Brocky bắn sơ cao vào mặt của APK rồi, cân bằng về người. Nhưng mà chúng ta thấy rằng với cái lượng hỏa lực này thì đội hình bên phía team Vitality vẫn là những team nhỉnh hơn rất nhiều. AK trên người và AOP trong tay của Zai U kê thẳng lên bom xe và sẽ là một tiếng bò lên thôi. Bây giờ đang chờ đợi nào, xem nào Brocky sẽ làm gì ở đây. Flash vào là chuẩn đấy, những cái vấn đề là đối phương không bù. Bây giờ thì Apex bắn đi cái đầu của TZ rồi, nhưng câu ra cũng hạ cùng Apex thành công. Ở đây thì Karrigan có mạng của Soxy. Và tình huống này thì Brocky đã làm quá tốt với cái double kill cho mình rồi. Chỉ có lại giết cái tên Zai U mà thôi. Zai U làm được một CT là có người. Và bây giờ thì Zai U liệu rằng nhặt được quả bom hay không đây. Hút khẩu tech này ra và góc này không check vào, và Zai U sẽ nằm mà thôi. Và đó là round thắng thứ tư dành cho FaZe Clan.
Vâng, rồi hàng thứ tư cho Fake Clan. Có thể họ sẽ lên được con số 5 nha, cho dù lượng trang bị trong round thi đấu này sẽ hơi yếu, nhưng vẫn là cái tên Zygu. Ai nhìn mà sẽ chỉ hở một chút sờ mốc thôi. Zygu bắn như nguồn hạch. Và Zygu đã có cho mình đó 19 frag sau 14 round thi đấu. Rain nhìn thấy Zygu trước, nhưng Zygu lại cầm orb. Và Zygu dùng bắn vào đầu. Và Zygu dùng hack. Đúng rồi. Round đấy first hack. À nhầm, thời điểm đầu ở round đấy thì vị trí Zygu lại bật hack. Đấy, tất cả điều đó quá nhiều bất lợi dành cho Rain đi mà. Bây giờ thì chiếm được lo hay không đây, nhưng Misuta vào một cái sau đó. Rain có cái double kill rồi, chuyển K là hợp lý ngay đến từ Rain, nhưng vẫn còn có một người nữa và lần này thì không được rồi. Rain ơi, đưa thủ về là 3v3 trong bom xe. Bây giờ thì công Zeta vẫn có thể thủ được cuộc shot thành công, đưa thủ về là 3v2, lợi thế hơn người dành cho bên phía team Fake Clan. Vì chỗ Apex cùng với Zayu vẫn quyết định là lên bom xe thủ này, nhưng mà hơi thiếu smoke nha, chỉ có duy nhất một quả smoke trong tay vị trí của anh chàng đầy rồi. Tôi biết ngay mà, Fake Clan Fakeland vẫn đang bắn cho mình hai bom xa, nhưng mà Apex đã nhặt thêm một quả smoke nữa. Vâng, 2v3. Nhưng với em cảm giác rằng đây là một tình huống có thể chia đều được cho cả hai team. Khi Zygu vẫn còn sống thì chúng ta chưa nói được điều gì cả. Chính xác. Clutch 1v5 còn làm được thì liệu round thi đấu này Zygu có tỏa sáng và lên tiếng tiếp hay không đây? Có vẻ là bắt đầu muốn tanh lên rồi. Còn lại nhặt được thêm quả smoke nữa. Team Fakeland đang bảo là sao chúng nó bắn hai người mà nhiều smoke thế nhỉ? Nhưng mà đó là tình huống mà nhặt lại những quả smoke đến từ các thành viên đã nằm xuống của các thành viên về phía team Vitality. Bây giờ thì quả lửa này cháy hết thì các thành viên bên phía team Fakeland vẫn sẽ là người có lợi thế rất nhiều. Đây rồi, vẫn không quả smoke trả ra, nhưng đó là một tình huống tham mình rất tốt đến từ Karrigan. Nết được nhồi lên rồi, và có vẻ như mọi hy vọng sẽ đặt nặng trên vai anh chàng Apex mà thôi. Sẽ cùng xem nào. Apex giạt ra, ui quả flash chưa cả nổ thì Apex đã ra rồi, và đó tình huống flash Apex tự trắng. Bây giờ thì sao đây, dài u không được rồi, và đó khoảng ra mình tốt hơn đến từ Karrigan. Quả sốc đã tan đi, và round thi đấu này thuộc về bên phía team Fake Clan và kết thúc flash với tỷ số là 5-10 dẫn trước 5 round thi đấu đến từ Vitality. Chúng ta chờ đợi ít phút để đến lượt chống second half thôi. Gave it everything when we had none. Holding on by a thread, couldn't grab none. Since we moved on to a better place, shine, shine away, away from the shade. Fall. And now that we're here, ain't no going back.
eyes I see the colors of your soul, and I recognize every single line, every single roadblock. We got two hearts that beat in time. In the towers looking down all night, blocking out the sun that we need. Maybe we can change our stripes and colors. You're the only one I see. And I take it all or nothing at all, driving through the night till I'm at your door. Go outside, stay up all night. And I take it all or nothing at all, driving through the night till I'm at your door. Go outside, stay up all night. Different.
skies, dreaming big and aiming high. Name the clouds passing by, wishing we run away. All we need is our passports, baby. Leave the rest in our troubled minds. Let us go down in laughter, baby. Trying to figure out what we're after. We're never heading back until we're older. We couldn't care no more, not any longer. Under peach yellow skies, we keep on searching, but we will never know what we're after. Vâng, và đây rồi. Cuối cùng là sau một số lỗi kỹ thuật thì cuối cùng chúng mình cũng đã fix được. Trời đất ạ. Xin lỗi anh em rất nhiều. Xin lỗi anh em rất nhiều sau khi chúng ta đã bỏ lỡ qua một số round thi đấu. Anh em mẹ nóng lòng đến đâu thì chúng tôi còn nóng lòng gấp bội phần. Thật sự như vậy. Và bây giờ quay trở lại thôi, khi mà các thành viên bên phía team Fake Clan đang có mình 8 round tăng vừa rồi đó. Tiếng bắn xuyên smoke đến từ tên Boki. Vitality đã chạm đến con số thứ 13 rồi nha. Nhưng mà ở trong round thi đấu này thì chúng ta thấy rồi đấy, các thành viên bên phía team Vitality đang có mình một round thi đấu full buy. Và ở đây thì họ vừa mất đi cái tên của Soxy. Chỉ có lại 4 player mà thôi. Vị trí này vẫn đang chaos lên rất tốt, nhưng Boki có double đôi. Bây giờ bắt đầu tanh ra, Misuta bắt được Rain. Và thậm chí là TwinZZ bắt được Apex chain shot nữa. Không biết có một người
2v3, quá nhiều lợi thế khi đó. 3v1 dành cho team Fake Clan, chỉ có một mình APK đã lộ vị trí thôi. Nhưng team Fake Clan vẫn muốn đưa bom lên A, và đó tình huống bắn vào mồm APK của Câu Zera. 9-13 dành cho Fake Clan. Fake Clan vẫn hoàn toàn có cửa trong cái match thi đấu này nha, khi hiện tại team Vitality họ sẽ yếu tiền. Và em nghĩ rằng Fake Clan họ nên tận dụng và đưa được lên con số 10. Không, họ nên lên đến con số 13. Đúng không? Chúng ta cuối cùng vẫn cầm một trận thi đấu gay cấn. Và khi gay cấn là khi cân bằng. Bây giờ thì Fake Clan cách các thành viên bên phía team Vitality đó là 4 round thi đấu. Và chúng ta thấy rồi đấy, có vẻ như sang lượt thi đấu second half, T-Side đang làm tốt hơn. Và Moki thì gần đây nhất đã có cho mình hai mạng ở trong round thi đấu trước rồi. Và hai mạng đó thì mạng thứ hai bắn cực kỳ ảo, xuyên qua cửa và vào mặt của Zai U. Bây giờ thì xong thì vả mồm vị trí Rain rồi. Ai bảo là Vitality không biết bắn Deagle nè. Nghe tức Rain bị dậy cho một viên Deagle vào mặt ở khu hầm bể. Bây giờ thì sao đây, đẩy ra mid đầu, nhưng mid đầu có đến hai người. Bắn mid rất đông, đến cả 5 người ở đây rồi, nếu không tính một người đang ở trên shot. Z bắt đầu tanh vào, Karigan bắt được một, Rocky có một nữa, APK vẫn ở, à không, đó là Apex. Apex nằm xuống, APK đổi hai. Tình huống đưa về là 2v2, vẫn khó hơn cho team Vitality khi APK và dạng Soxy không hề có giáp. Soxy đã nhặt cho mình khẩu AK rồi và sẽ bắn chỏm đầu, Câu Zera là người chiến thắng. Một mình APK với khẩu P250. Và mạng sẽ thuộc về Rocky, mạng thứ 18 của Oper trẻ tuổi này. Có vẻ như là bản hack của Zaigu hết đạt, hết đạt, hết đạt. Hết rồi, hết hạn rồi. Vừa hết hạn, vừa hết hạn. Hết đạp đồ. Là người tiếp theo thuê. Hết đạp đồ. Chúng ta thấy rồi, cái khẩu súng P250, khẩu lục phải nói là rất là ưa thích bởi cái tên APK trong round thiếu vừa dụng đã có một cái double kill. Và Fake Clan có vẻ như từ khi chuyển sang bên phía T-Side thì họ đang bắn khá là tốt. Từ nãy đến giờ ta đã thấy rồi, các thành viên bên phía team Fake Clan đã có cho mình đó là đến 5 round thi đấu comeback liên tiếp rồi. Sau khi chúng ta thấy Vitality có cho mình cái Piston Round ở lượt thi đấu first half, vậy là Vitality lên 13 và sau đó comeback liền một lèo 5 round thi đấu đến từ bên phía team Fake Clan để với cái tỷ số 10-13 này. Và trong round thi đấu này sẽ lại thi round tiếp theo dành cho đội bên phía team Vitality thôi. Fake Clan thì lượng tiền của họ đã khá khá rồi nha, nhưng mà vấn đề là họ cần round thắng hơn bao giờ hết. Cái đối phương vẫn đang dẫn trước là 3 round thi đấu. Đứng sau quả smoke này đó là Soxy, và vị trí của anh chàng Tuyết Z không thể đoán ra. Ở đây Soxy đã có một cái double kill trong bom CV lại chống hơi cho Wack khi Mista phải nằm xuống. Bây giờ sẽ là một retake đến từ đội hình bên phía team Vitality thôi. Họ có lợi thế hơn người, nhưng mà nên nhớ một điều là bom CV chưa bao giờ là dễ cứu ở trong mắt tuyến đất 2 cả. Đúng vậy, 4v3 và team Vitality có đến hai cái kit lượng bom mìn là rất nhiều để retake trong tình huống này. Và Fake Clan họ nên bắn tốt, nhất là Brocky. Khẩu AK Tunnel, khẩu AK có một rồi, hơi nóng một chút, không có smoke dập. APK bắt được Brocky, đấu kill xảy ra, Apex bắn nhau. Và Apex, APK có đôi, APK có triple kill. Và retake 4v3 và chỉ dụng có hai người đến từ team Vitality. Và 14-10 là tỷ số của round thi đấu vừa rồi. Sẽ hơi khó cho Fake Clan nha, khi team Vitality đã chạm đến 14. Và để xem nào, Fake Clan sẽ rút ngắn tỷ số hay Vitality sẽ có match point đây. Rất gần cái match point rồi, đó là Vitality ở trong chính 3 pick của mình. Chỉ còn cách lại là một round thi đấu nữa thôi. Còn bây giờ thì con đường để Fake Clan comeback khá lại được thêm rồi, khi vừa rồi bên phía team Vitality đã có một tiếng retake tốt ở bom site B. Rất nhiều flash trả ra middle cũng như cục short để cho Karigan tanh lên. Mà nên nhớ một điều, trong bom xa vẫn còn đó là vị trí của Sok. Sok đang gọi thêm cả người đồng đội của mình, đó là cái tên Zai U về kê lại short rồi. Vậy xem nào, ui già, rất dẻo đến từ Karigan. Nói mới nhớ, anh có nhớ pha run boot của team Big Black TT ở khu vực hầm B không? Wow, run boot kinh điển xong rồi đâm thẳng vào cột đèn ạ. Và bây giờ vẫn là tactic đánh chậm đến từ Fake Clan thôi. Bắn với đội hình default 3A và 2B của Vitality sẽ chống đỡ những bài đánh của Fake Clan như nào đây. Nếu bây giờ team Fake Clan chuyển hướng sang đánh B sẽ dễ thở nha, khi trong B Misuta cùng với đó là Soxy
không còn nhiều lượng bom mìn nữa. Còn nếu như mà lên A gặp khẩu AWP của Zai U thì em nghĩ là sẽ phải dụng ít nhất là một người. Đó là những tình huống không kéo đồ đạc của team Fake Clan thôi. Thả mình vẫn còn đó là 45 giây, hoàn toàn đủ để Fake Clan có thể set up. Và có vẻ như là họ đang muốn ra mid rồi. Ném smoke scare city và bọn Sai B sẽ gặp nguy hiểm trong tình huống này nha. Hai người ra mid thấy một người nhảy check rồi, đang cố gắng gây áp lực ra mid cũng như là bọn Sai B, nhưng bom lại đang ở khu vực gây shot. Bắt đầu Karrigan tanh lên. Apex người trong sai đã thấy một rồi. Quả lửa này trả ra sẽ là chất lượng. Zai U kéo lại ọp ra, bắt chết được Karrigan. Apex bắn vẳng vào mồm Rocky, lợi thế rất nhiều cho team Vitality. Nhưng miệng trưởng Rain ở đây bắt một Soxy, bắt Soxy ZZ, Soxy có đôi. Một mình cầu Jera bây giờ vẫn miệt mài bài tờ khu vực shot. Thì đó sẽ là cái match point cho team Vitality. Chúng ta thấy rằng đội hình bên phía team Fake Clan họ fake bom sai B để vào A, nhưng mà đối phương vẫn giữ được A rất chắc chắn, kể cả pit cũng chưa có vấn đề gì. Thì phải nói cơ hội đem về chiến thắng dành cho tiền bên phía team Fake Clan là rất khó, chưa kể ở cái tham minh đó, mà tham minh rất cận kề, mà vị trí của Apex của Zai vẫn có mạng nữa cơ. Cơ hội nào dành cho bên phía team Fake Clan đây? Và bây giờ Fake Clan sẽ trên con đường cứu 5 cái match point của mình, liệu rằng có cứu được hay không? Khi map thiếu tiếp theo sẽ là map thiếu đi Overpass. Vâng, Overpass và team Vitality chắc chắn là một đội bắn Overpass hay hơn. Thì Fake Clan, Overpass là một map rất là nặng tactic, và Fake Clan với IGL mới là Karrigan thì sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Thật ra là IGL mới nhưng vẫn là người bạn cũ thôi. Anh nghĩ là cũng không có quá nhiều khó khăn dành cho bên phía team Fake Clan đâu. Cái vấn đề là Vitality họ đang bắn vào tay rất nhiều ở trong map thiếu đất 2 này. Và với cái phong thế đó thì tôi đang nghĩ rằng đến map thứ 3 phải nói là cực kỳ bùng nổ đến tất cả hai team. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng 5 cái match point phải cứu. Zai U đã có tiếng bóp flash ra, và bây giờ thì Karrigan đang rất rất trắng với hai quả flash được ném ra. Có smoke được che đi CT ngay thôi, và đây sẽ là hai tình huống ném smoke, nhưng mà smoke chưa nổ thì Apex và AWK đã mỗi người có một mạng rồi. Twisted Set ở đây chỉ đổi được một mạng mà thôi, và liệu rằng có đi qua hay không? Đây quả smoke là kín, trong bom sai có đến hai người, ba người rồi, CT có một người thôi. Bây giờ thì Twisted Set đang có chúng kéo AK lên, nhưng vấn đề đối phương đã ở đây. Soxy lộ vị trí, nhưng mà ở góc get right vẫn còn đó là cái tên của Zai U. Zai U sẽ chờ khi mà đối phương bắt đầu đặt quả bom và sẽ lắc ra. Bây giờ thì đây rồi, Zai U lắc ra trả một con lửa chính xác, khiến cho vị trí của Twisted không thể di chuyển được. Và trước đó thì Kozera có cái đầu sốc xì. Bây giờ Zai U có double kill cho mình. Vị trí Boki đang ở đây, Boki đang có một khẩu LP mà không có cơ hội dành cho vị trí Boki. Khi đó là triple kill của Zai U. Đợt 2 thật sự là một con quái vật rồi, khi mà Zai U đã bắn đến 26 frag ở trong map thi đấu này. Vâng, 26 frag là chỉ là 13 lần. David nó là 13 mà nó là 2.0. Trận thi đấu này quá là căng thẳng, phải đến match thứ 3 rồi đó. Đấy, bạn ở trong map thi đấu đất hai vừa rồi, chúng ta thấy là vị trí Zai U bắn cho có thể bên phía team Fake Clan hiểu luôn. Rất nhiều tình huống won bang đúng không? Những tình huống bắn xuyên smoke nữa. Và có lẽ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong ít phút để đến match thứ 3 Overpass.